Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dự Khảo lần nữa em ơi. Bây giờ thì sau khoảng hơn một tuần trôi qua thì ban cũng mở, cũng ăn được khoảng hơn mười mấy cái lửa bay VKIP rồi em ơi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục mở lửa bay VKIP xem tự ra VKIP gì. Rồi anh em trong ban ai lấy cuốn nào thì hỗ trợ anh em lấy luôn nha em ơi, lên 120. Nhưng là anh em cần lên cuốn nào thì anh em lấy này. Giờ đang Khải mở thử cái gì nha, cái này đỡ. Đó, không có nhiều cuốn đây. Như là 13 cuốn, 12 cuốn. Ủa, 12 cuốn còn rương còn đâu. Nhớ là 13 cuốn mà. Rồi, bách này là bách 6, bách 7 rồi em ơi. Mở hơn gần cả trăm cuốn rồi đó mọi người. Gần trăm cuốn mà chỉ được những vài cuốn anh em hay thường xài thì mới ra mới xài được hơn đa số. Toàn là những cái cuốn ít người dùng. Rồi, ta lên Hoa Sơn cảnh nghị trường mở cho này hợp lý, phong cảnh hữu tình nào. Phong cảnh hữu tình đẹp đẹp một xíu nào. Sơn cảnh nghị trường. Phim Phi Trần ơi, hồi chưa để dành Phi Trần 10 quả không này Phi Trần ơi, thành đôi nhau không Phi Trần ơi. Ủa, tôi lấy mà. Lấy chưa? Để lấy luôn được. Ok, thành đôi nha môn binh lục ơi. Anh em lên phong độ cứu rồi em ơi. Thành đôi nha môn tiêu vũ ơi. Rồi khui rồi em ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, chúng ta xem thử cũng kiếm vào đây. Huy Hàng Khải cận phong độ nè, đâu sao lại thiếu nữa ta. Huy này không biết kiếp nhận nè. Tụ tiễn nè. Tiếng ta cốt con xét ngũ độc trưởng ấy, nó ngũ độc bùa thái cực mục tịch võ đăng quyền, võ đăng quyền mục tịch võ đăng quyển ba là chắc là võ đăng nhân kiếm hay gì đó. Ngũ độc trưởng lưu tinh đạo pháp thiên quân đào Thiên Quân Đao Phi Tiêu Công Lô Đường Môn Bảo Vũ Ngũ Độc Trưởng. Ui ôi, toàn rác nữa mày. Không có cuốn nào gọi là hiếm luôn em ơi. Toàn rác thôi. Rồi ok, nói chung là ở lần này thì mở cảm giác không có cuốn nào đỡ anh em nào xài được luôn em ơi. Ngon Giọt Đan Quyển 3 Ngũ Độc Trưởng Lưu Tinh Đạo Pháp Thiên Quân Đao quá trời. Ngũ Độc Trưởng ai hai cuốn độc trưởng vả đạn con luôn xét bảo vũ hai cuốn bảo vũ một cuốn cửu cung thiên quân đao ba cuốn vả chương ngũ độc trưởng ngũ độc bùa ôi toàn rác thôi mày. Ok, lần này thì mở có vẻ không thành công lắm anh em ơi. Gì anh em xem like ủng hộ, một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Lâu lâu mở mười mấy bắt vào cái bí kíp mà toàn bí kíp rác anh em ơi. Rồi, ở phong cảnh chỗ này khá đẹp nè mà. Bây giờ chúng ta cùng lên chuẩn bị đi tranh boss tiểu nha nè. Đây phải chắc cắt rương nè, chặt rương quá. Cắt rương lệnh, rương này à. Rồi, anh em xem video đừng quên đỡ lại một like chia sẻ ủng hộ cho anh em. Lâu lâu cái video ngắn ngắn úp cho anh em xem cho vui nha. Chứ tầm này thì server cũng bình bình rồi, tìm cái gì đó là lạ cho anh em xem. Bây giờ hết cách để làm video rồi nè mày.